Chính sách bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Donald Trump có thể đưa đến một cuộc chiến thương mại trên toàn cầu. Một phân tích mới về chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ cảnh báo có thể xảy ra một cuộc chiến thương mại trên toàn cầu. Những tác động tiêu cực của cuộc chiến này sẽ làm cho nền kinh tế Bắc Mỹ rơi vào suy thoái. Phân tích trên được một nhóm chuyên gia của ngân hàng Scotiabank của Canada đưa ra sau khi nghiên cứu đánh giá các hậu quả kinh tế của những căng thẳng thương mại ngày càng leo thang giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và các đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ như Canada. Báo cáo đã chỉ ra sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch của Hoa Kỳ sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế của các thành viên Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ. Phân tích đã nhận định nếu như Hoa Kỳ phá vỡ tất cả các thỏa thuận thương mại với các đối tác của mình và áp đặt mức thuế ngang bằng trung bình là 20%, thì Canada và Mexico sẽ chứng kiến sự sụt giảm kinh tế vào năm 2020.